Wait. I'm so bad, bro. Boys, kill them all. Shake down.
it's still broke. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must meet and make a start. Dive bots. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Got the hit. Dodge this, bitch. Ah! Oh my god, you lucky, son. Dodge that. He didn't dodge it. He got hit. Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? Được Meta ủng hộ hết mình nhưng tại sao Ray vẫn có tỷ lệ thắng vô cùng thảm hại? Với hàng loạt thay đổi của Liên minh huyền thoại mùa 11, lối chơi Power Fam đang dần trở thành Meta tại vị trí đi rừng. Vì vậy mà tướng có tiềm năng gánh team như Ray được cho là sẽ tỏa sáng rực rỡ ở mùa 11. Tuy nhiên, sự thật thì lại vô cùng phũ phàng và Ray ở thời điểm hiện tại chỉ có 46,56% tỷ lệ thắng mà thôi. Điều này đang khiến Ray nằm trong top 5 tướng đi rừng có win rate thảm hại nhất hiện tại. Không chỉ những thay đổi ở khu rừng, tới các trang bị mới cũng quá phù hợp với Ray. Trang bị bá đạo nhất hiện tại, súng hải tặc, được xem là món đồ hoàn hảo cho Ray khi cung cấp cả chỉ số sát lực lẫn chí mạng. Đúng là súng hải tặc đang là trang bị trấn phái của Ray, nhưng nó chẳng giúp vị tướng này cải thiện tỷ lệ thắng. Vậy điều gì đang xảy ra với vị tướng này? Lý do đầu tiên khiến Ray có win rate thấp nằm ở việc rất nhiều game thủ không xử lý thuần thục vị tướng này. Nhiều người cho rằng Ray là tướng bá đạo, cứ chọn là thắng và rơi vào cái bẫy của chính mình. Khi thực sự sử dụng Ray thì người ta mới nhận ra rằng để farm và gây sát thương hiệu quả với vị tướng này, bạn phải luyện tập rất nhiều. Nội tại của Ray yêu cầu bạn phải áp sát đối thủ để tối đa hóa sát thương, bất kể đó là tướng địch hay quái rừng. Nếu bạn tính toán không chính xác, việc lãng phí sát thương hay lao vào tự hủy là rất dễ xảy ra. Vì vậy, để sử dụng tốt Ray, bạn phải luôn luôn tỉnh táo để nhìn nhận tình huống, xem có nên áp sát hay giữ khoảng cách với đối thủ. Rõ ràng là rất ít người chơi có thể làm được điều này. Hơn nữa, Ray dường như chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi được đồng đội hỗ trợ tận tình. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong random, bởi bạn sẽ được ghép với 4 người chơi xa lạ và khả năng giao tiếp là cực kỳ hạn chế. Vì vậy, Ray rất hiếm khi được tỏa sáng hay phát huy tối đa sức mạnh ở chế độ xếp hạng đơn. Kể cả ở những mức rank cao, nơi trình độ game thủ đã tốt hơn, Ray cũng chẳng thể tỏa sáng.
Vấn đề ở đây đó là Bray trên lý thuyết thì cực mạnh, vì vậy game thủ thường xuyên chọn vị tướng này từ sớm. Điều này vô hình chung khiến cho Bray dễ bị khắc chế hơn, bởi người đi rừng đối thủ thường sẽ chọn sau bạn. Dù tướng có mạnh tới đâu mà bị khắc chế thì bạn cũng chẳng làm gì được. Vì vậy Bray đang rơi vào tình cảnh bị đát như hiện giờ. Tóm lại thì Bray là điển hình của vị tướng trên lý thuyết thì rất mạnh, nhưng thực chiến lại không quá khỏe. Bray đòi hỏi một sự hiểu biết cũng như kỹ năng đủ tốt từ người chơi để sử dụng vị tướng này hiệu quả. Nếu bạn muốn cầm Bray để leo rank ở mùa 11, lời khuyên là hãy tập luyện thật chăm chỉ từng động tác dù là nhỏ nhất của vị tướng này. Đừng quá vội vàng mang Bray vào chế độ xếp hạng, kẻo bạn sẽ làm tạ cho đồng đội. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.